Vụ việc Thượng úy Nguyễn Sô Việt 1984, cán bộ công an thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên, có hành vi ném xúc xích vào mặt nữ nhân viên bán hàng, rồi tát thẳng mặt nam nhân viên quầy thu ngân tại trạm dừng nghỉ Hải Đăng Phổ Yên, Thái Nguyên, đang khiến cộng đồng mạng bức xúc. Bên hành lang Quốc hội vào sáng 12 tháng 11, đại biểu Lưu Bình Nhưỡng, phó ban dân nguyện của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, cho hay bản thân ông theo dõi đoạn clip ghi lại hành vi của Thượng úy Việt và thấy rất khó có thể chấp nhận. Thượng úy Nguyễn Sô Việt tát nhân viên ở trạm dừng nghỉ. Ảnh cắt từ clip. Ông nói, theo đoạn clip, thời điểm xảy ra vụ việc, Thượng úy Việt không mặc cảnh phục mà chỉ mặc đồ thể thao vào khu bán hàng của trạm dừng nghỉ. Vào thời điểm đó, con trai của Thượng úy Việt có vào lấy gói xúc xích nhưng chưa trả tiền nên bị nhân viên nhắc nhở và sau đó, xảy ra sự việc anh này ném xúc xích, tát nhân viên trạm dừng nghỉ. Dù anh ta không mặc cảnh phục nhưng đã là cán bộ công an, đeo quân hàm thượng úy rồi thì không thể hành xử thiếu văn hóa như vậy. Chưa kể, theo nguyên tắc của luật dân sự, bố là người giám hộ đối với con trai và phải chịu trách nhiệm về các hành vi của con ở tuổi trẻ em. Trong trường hợp này, nếu theo cách không ngoan, lịch sự, anh ta phải ra xin lỗi cửa hàng, mua gói xúc xích đó, thậm chí mua thêm hàng. Nhưng ở đây, có lẽ anh ta đang cậy một điều gì đó nên không coi ai ra gì và như clip ghi lại, anh ta có ném xúc xích vào cô nhân viên, đồng thời, tát nam nhân viên đứng ngoài. Xem clip, tôi cảm thấy rất khó chấp nhận được với hành vi của trường hợp này. Sau trường hợp của đại úy Lê Thị Hiền có hành vi lăng mạ nhân viên hàng không tại sân bay Tân Sơn Nhất thì hành vi của Thượng úy Việt tiếp tục gây bức xúc trong dư luận xã hội, ảnh hưởng đến hình ảnh công an nhân dân, ông Nhưỡng nói. Vị phó ban dân nguyện của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng cho hay, sau vụ việc, trên mạng xã hội đã ghép hình ảnh của đại úy Lê Thị Hiền và Thượng úy Nguyễn Sô Việt lại với nhau, đồng thời cho rằng đây là một đôi cùng có hành vi cư xử thiếu văn hóa, không phù hợp, gây bức xúc dư luận. Tôi cho rằng hành vi của Thượng úy Nguyễn Sô Việt cần phải được xem xét một cách rõ ràng, xử lý nghiêm minh, không bao che để trở thành bài học chung của toàn ngành công an. Bởi toàn bộ sự việc, hình ảnh của Thượng úy Việt đã lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội, nó giống như một thứ ung nhọt cần phải cắt bỏ nó đi, đừng nên để gì có thể gây ý kiến không hay trong dư luận, ông Nhưỡng nhấn mạnh. Về việc tạm đình chỉ công tác một tháng đối với Thượng úy Nguyễn Sô Việt, ông Nhưỡng khẳng định đó là việc xử lý đúng, kịp thời. Trường hợp này, tôi cho rằng còn kịp thời hơn cả đối với trường hợp đại úy Hiền ở Hà Nội. Việc này thể hiện thái độ, phản ứng kịp thời của lực lượng công an mà trực tiếp là cơ quan quản lý của cán bộ công an này, ông Nhưỡng nêu rõ. Vị đại biểu Quốc hội nhấn mạnh thêm, bản thân Thượng úy Việt đã được bồi dưỡng, đào tạo, rèn luyện nên phải chịu trách nhiệm cá nhân về hành vi xấu của mình gây ra. Đương nhiên, đây là một con sâu làm rầu nồi canh nhưng rõ ràng, qua sự việc của Thượng úy Việt, các cơ quan quản lý, đơn vị phải xem xét lại việc giáo dục đã đảm bảo, đầy đủ, toàn diện chưa. Ngoài phương diện xử lý chính quyền cần xử lý nghiêm về mặt đảng với trường hợp này, ông Nhưỡng đề nghị.